Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim Âm 8 độ, câu chuyện kể về 8 chú chó Husky mắc kẹt ở Nam Cực tận 175 ngày. Chúng phải tự mình sinh tồn như thế nào? Và liệu có cái kết tốt đẹp nào cho đàn chó kéo xe trung thành này không? Chúng ta hãy bắt đầu xem nhé! Tại vùng Nam Cực xa xôi và lạnh giá, hai anh chàng đang ấm áp trong phòng tắm hơi, lại tự nhiên chạy ra trời đông giá rét thử thách bản thân. Đó là thú vui mỗi ngày của Sipat và bạn tốt Charlie. Là vùng lạnh lẽo nhất trái đất, đồng thời cũng là vùng trời có cảnh quan tuyệt đẹp, những tảng băng trôi nhẹ nhàng và bầy cánh cụt đáng yêu. Tại đây có một cơ sở nghiên cứu khoa học quốc gia, và Sipat đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn viên tại đó. Anh có 8 bạn chó thân thiết do chính tay mình nuôi nấng. Đó là loài Husky ngáo có tiếng trên thế giới. Như thường lệ, anh mang xô cá tươi ngon ra và hỏi đứa nào muốn ăn không. Đầu tiên chú chó mỏ đen tên Mắc này đứng lên, nó là tân binh còn đang học việc. Anh mở vòng cổ, sau đó đánh bay một quả bóng, Mắc vội lao đi tìm vì có làm thì mới có ăn. Còn chú chó Alaska trông sang chảnh xinh đẹp này gọi là Maya, cũng là con đầu đàn thông minh nhất. Sau khi Mắc mang bóng về lập tức nhận thưởng một chú cá, vì vậy cả đàn 6 con còn lại bắt đầu nhoi lên. Đây là Sado có khả năng chạy rất nhanh, Mắc là hoa hậu thân thiện, Shorty trắng ngần xinh đẹp, cặp sinh đôi Chuman và Dewey, cuối cùng là Ozak, chú chó dài nhất đàn. Sipat đối xử với chúng như những đứa trẻ trong gia đình. Lúc này phía trước chợt xuất hiện một chiếc trực thăng. Người cầm lái là một cô nàng xinh đẹp, đó chính là Kathy, bạn gái cũ của anh. Bên trong còn bước ra một người đàn ông khác, ông ta là giáo sư địa chất học Mark Lazen. Mọi người gặp gỡ và chào hỏi xã giao, sau khi dùng bữa bắt đầu làm vài ván bài thắt chặt tình cảm. Vốn dĩ rất vui vẻ, cho đến khi Sipat biết được Lazen đến đây, với nhiệm vụ tìm một viên đá trên đỉnh núi Menburn. Lên núi vào tháng 1 là một việc làm không khôn ngoan. Sipat mang bản đồ ra, chỉ đường và phân tích cho mọi người, ngọn núi đó nằm cách đây rất xa. Chưa kể với thời tiết hiện giờ mặt băng rất mỏng, họ không thể sử dụng xe trượt tuyết được, và cách duy nhất chính xe kéo từ đàn chó. Sipat không hề muốn chút nào, nhưng đây chính là mệnh lệnh, không có cách nào khác, anh đành chuẩn bị để khởi hành vào sáng mai. Hôm sau anh ôm chào tạm biệt Kathy và mọi người, sau khi giới thiệu từng chú chó, nói một số thứ cần thiết cho ông ta. Charlie chụp cho họ một tấm ảnh, đàn Husky khởi động đưa cả hai bắt đầu cuộc hành trình. Khung cảnh một đàn chó kéo xe qua các đồi núi hùng vĩ thật sự rất đẹp. Thỉnh thoảng Sipat cũng tiếp sức đẩy xe qua các con dốc, khi xuống dốc lại rén tốc nóc vì tốc độ của máy kéo này cũng quá nhanh rồi. Sau khi vượt qua kha khá chặng đường, họ đến một dòng sông băng. Sipat dùng dây thay đổi chiến thuật, xếp chúng thành một hàng ngang để tăng lực kéo, đảm bảo chúng sẽ không mất sức. Giữa đường họ còn trông thấy những con hải cầu đang nô đùa. Một lát sau Sipat lệnh bầy chó dừng lại. Anh dùng một cây gậy thăm dò, để Lazen điều khiển xe đi chậm chậm theo phía sau. Được một đoạn thì Sipat phát hiện, mặt băng phía trước quá mỏng, vì vậy quyết định sẽ đi vòng lại. Nhưng chú chó Mắc đúng là cờ hó trẻ người non dạ, cậu nghe nhầm tín hiệu từ chủ nhân, đã hùng hục chạy về hướng ngược lại, thế là mặt băng mỏng vỡ ra, Lazen rơi xuống bên dưới là vực sâu. Sipat vội vàng lao đến nắm chặt dây thừng giữ chiếc xe lại, lệnh cho đàn chó dùng toàn lực kéo lên, cuối cùng cũng giành giật được Lazen từ tay tử thần. Nhà khoa học vô cùng sốc và sợ hãi, lại có ý trách cứ người vừa cứu mình. Sipat không nói gì, anh dựng lều cạnh đó, quyết định ngủ lại một đêm và lên đường vào sáng hôm sau. Anh kiểm tra chân cho đàn chó ngoan, lúc này Lazen đã bình tĩnh, ngại ngùng nói lời cảm ơn Sipat. Họ trò chuyện về gia đình sự nghiệp, Lazen đã có vợ và một nhóc tí kháu khỉnh, trong khi Sipat chỉ có một mối tình khắc cốt ghi tâm với Kathy. Sáng hôm sau cả hai lại tiếp tục lên đường, vượt qua một quãng đường khá dài nữa, Sipat cùng tiếp đàn chó kéo xe. Cả hai cuối cùng đã thấy được đỉnh núi Menburn trước mắt, nhưng họ vẫn còn một đoạn đường phải đi. Không ai hay biết lúc này tại sở nghiên cứu đã nhận được tin bão tuyết sắp đến, mọi người vô cùng lo lắng cho hai người Sipat. Bên này họ đã dựng lều và bắt đầu nấu ăn. Thông thường với tiết trời thế này, chỉ cần qua đêm nay, sáng mai khi mặt trời ấm áp hơn, họ có thể tiến hành leo núi và tìm viên thiên thạch. Nhưng ngay lúc này Katie gửi tín hiệu đến, bảo hai người cần quay về ngay lập tức, nếu không sẽ không kịp nữa. Nhìn ngọn núi trước mặt mình, Lazen không thể nào chấp nhận quay về tay không. Ông bèn xin Sipat có thể cho mình thêm chút thời gian, vì để tìm được mảnh thiên thạch này Lazen đã tốn không ít công sức và tâm huyết. Và hòn đá này sẽ mở ra cho loài người một thế giới mới. Nhìn vào ánh mắt quyết tâm của Lazen, là một người đàn ông, Sipat cũng phần nào hiểu được. Sáng sớm hôm sau cả hai nhanh chóng khăn gói lên đường. Vất vả tìm kiếm rất lâu, trên núi có cả đống đá nhưng đều không phải thứ Lazen cần. Đến trưa khi cả hai dần rơi vào thất vọng, gió cũng bắt đầu nổi lên. Lazen chợt hét lên, vì ông đã tìm được cục đá đen thùi lùi này, cũng chính là thiên thạch quý hiếm từ sao thủy. Cả hai lập tức cùng 8 chú chó nhanh chân quay về,
Nhưng đi được một đoạn, Sipat phát hiện chân của chú chó rách đã bị thương. Họ dừng lại để anh băng bó vết thương cho nó. Trong khi đó, Lazen cố gắng gọi về căn cứ. Nhưng ông chú này đúng là xui xẻo. Mặt băng ông đang đứng sụp xuống khiến ông rơi xuống vách núi. Tuy giữ được tính mạng nhưng không may lại bị gãy chân. Nhưng để mà nói thì Lazen chính là một cái hố đen vũ trụ. Bao nhiêu xui xẻo cũng bị ông hút hết. Mặt băng bên dưới bắt đầu nứt vỡ. Lazen rơi xuống dòng sông lạnh cóng. Cả người ông như một con cá muối hết sức bám vào mặt băng. Sipat nhanh chóng mang dây và bốn chú chó xuống, nhưng mặt băng quá mỏng để anh có thể bước lên. Vì thế anh đã để May A ngậm dây thừng vào miệng mang qua cho Lazen. Nó chậm rãi từng bước bò lê trên mặt băng, thành công đến chỗ ông ta, vòng sợi dây lên người Lazen. Nhà khoa học giờ chẳng khác gì que kem đã đông một nửa. Ông cố đưa sợi dây xuống eo mình. Sau đó đàn chó cùng Sipat dùng hết sức kéo Lazen lên. Anh cố giữ ấm cho Lazen gói kín ông đặt vào xe kéo. Tại sở nghiên cứu, mọi người hoàn toàn mất tín hiệu với hai người họ. Trong khi đó, bên ngoài bão tuyết đã đến, mây mù răng lối khiến Sipat chẳng thể trông thấy phương hướng. Cơ thể anh bắt đầu lạnh cóng và xuất hiện những cơn ho. Sipat đành giao cho May A dẫn đường. Mạng sống của họ giờ chỉ còn có thể trông chờ vào đàn chó ấy. Giữa trời đông gió tuyết âm độ, bầy chó vẫn cố chạy hết tốc lực. Trời cao không phụ lòng người, cuối cùng rạng sáng hôm sau, cả nhóm dưới sự tháo vát của May A và sức lực của các thành viên khác đã thành công đưa được Sipat và Lazen về sở nghiên cứu. Mọi người lao ra và đỡ họ vào trong. Trước khi vào bên trong, anh quay đầu lại cảm ơn đàn chó đã cứu sống mình. Nhưng với cái lạnh và cơn bão khắc nghiệt, cả hai chưa thể nói là an toàn. Các đầu ngón tay của Sipat tím đen lại, còn Lazen chẳng thể cử động nữa. Không nghi ngờ gì họ đã bị bỏng lạnh rất nặng, cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Vì thế cấp trên quyết định sơ tán mọi người, lập tức rời khỏi đây. Nhưng họ không đủ chỗ để đưa bọn chó đi cùng. Sipat dĩ nhiên không đồng ý. Anh chọn ở lại để mọi người mang đàn chó về trước. Thấy thế, Cathy đã đến khuyên nhủ anh rằng sau khi đưa mọi người về, nàng sẽ quay lại để đón đàn chó ngay lập tức. Cuối cùng, vì tin tưởng Sipat đã đồng ý, Sipat sợ chúng sẽ chạy loạn và đi lạc nên quay lại thắt chặt vòng cổ của 8 chú chó với lời hứa nhất định sẽ quay lại đón chúng. Anh ôm hôn May A, tạm thời giao cả nhóm lại cho nó bảo vệ. Anh không biết rằng lần rời xa này sẽ làm anh hối hận trong suốt thời gian dài, và bầy chó của mình sẽ bị kẹt lại 6 tháng tại Nam Cực đối mặt với trận bão lớn chưa từng thấy. Sau khi máy bay khởi hành, Sipat hoàn toàn kiệt sức, không thể gắng gượng được nữa, anh thiếp đi. Lúc Sipat tỉnh dậy đã là chuyện của 3 hôm sau. Sipat hỏi thăm về 8 người bạn của mình, không ngờ lại nhận được câu trả lời ấp úng, họ vẫn chưa đón chúng về. Sipat lập tức rời giường đi tìm Cathy, nhưng nàng lại bảo cấp trên có lệnh, cho đến khi trời ấm lại không ai được phép đến đó. Các chuyến bay cũng đã bị hoãn. Sipat vô cùng đau đớn nhận ra mình đã bị lừa. Anh đến thẳng sở chỉ huy và xin cấp trên cho mượn một chiếc máy bay để có thể quay lại đón 8 chú chó. Nhưng ông ta lại lạnh lùng từ chối, vì họ chỉ có 2 ngày để đưa hàng trăm nhân viên khỏi đây, ai rảnh để ý đến đám chó chứ. Cathy đến tìm anh, xin lỗi vì không thể giữ lời hứa, bởi họ giữ máy bay lại không cho nàng bay. Sipat vô cùng hối hận tại sao mình lại cột chúng, nếu không ít nhất còn có một tia hy vọng. Trong khi đó, 8 chú chó đáng thương lúc này vẫn một mực ở yên chờ chủ mình quay lại. 4 ngày đã trôi qua, chúng phải đối mặt với cơn bão tuyết lớn nhất 25 năm qua, chỉ biết lạnh lẽo nằm co mình lại. Không phụ lòng mong mỏi của chúng, Sipat tìm đến các cơ quan khác của chính phủ để xin viện trợ. Nhưng tin nhận được là cơn bão hiện tại ở Nam Cực chính là cơn bão lớn nhất trong nhiều năm. Điều đó cho thấy nó nguy hiểm đến cỡ nào, và chưa đến mùa xuân thì không một ai có thể sống sót đến đó. Chẳng ai quan tâm đến đàn chó đáng thương của anh. Trong khi đó, đã một tuần trôi qua, đàn chó 8 con vẫn còn rất khỏe mạnh, nhìn thấy gió thổi bay một lá cờ, hưng phấn giật dây xích để đuổi theo. Cặp sinh đôi hiếu động cầm đầu lao đi, mặc cho May A sủa ầm lên ngăn cả bọn trẩu tre này lại. Chúng còn giật dây cho nhau, chỉ còn lại mắc ngáo không ai chơi và rách già mệt mỏi. Tại Washington, Sipat đến tìm Lazen giúp đỡ. Ông ta đang kể cho con nghe về chuyến đi của mình. Sipat mang đến cho ông ấy bức ảnh, trong đó là hình ảnh hai người cùng 8 chú chó. Anh đã bán hết đồ đạc của mình nhưng vẫn không đủ tiền quay lại đó, vì vậy đã xin sự giúp đỡ từ Lazen, nhưng nhận lại chỉ là lời khuyên hãy bỏ cuộc. Đã nhiều ngày rồi, có thể đàn chó ấy đã chết, nên ông không thể sử dụng tiền công quỹ một cách lãng phí như vậy được. Sipat vô cùng hụt hẫng và thất vọng. Liệu ông có thể quên được hay không, trong khi chúng không màng nguy hiểm cứu sống ông mà. Và đã nửa tháng trôi qua, đàn chó vô cùng uể oải, cái lạnh và cơn đói tấn công chúng hàng giờ. Lúc này có một con chim bay đến đậu cạnh đó, có thực mới vực được đạo. Chú chó tân binh quyết định sủa ầm lên đánh thức mọi người, giật đứt dây xích cổ bắt đầu đuổi theo. Những con khác thấy làm vậy cũng hay nên đã kéo bè kéo cánh đi hết. Riêng May A tinh ý phát hiện, chú chó già Rách đã hoàn toàn kiệt sức, tuổi già và chiếc chân bị thương khiến nó không đứng nổi nữa. Rách cứ nằm im như thế chờ cái chết đến. May A ở lại bên cạnh sưởi ấm cho Rách, bên này mắt nhìn thấy cả đàn chim biển trước mắt.
cậu chàng cờ hó chẩu tre đã không ngăn được vui sướng mà sủa ầm lên. Điều này dọa bầy chim hoảng sợ bỏ chạy. Maya vừa đi đến nhìn mà muốn nhai đầu nó, sau đó tập trung cả đàn lại và chia chiến lược, riêng Mark không được tham gia. Cái thằng ngu này, mày ở yên đây dùng tao cái. Chúng bao vây xung quanh đàn chim, từ từ tiếp cận không gây tiếng động. Sau đó dưới sự ra hiệu của Maya, nhào dô bắt chim nhanh lên đi tụi bây ơi. Cả đám chơi chiến thuật rộng kiềm và bầy chó đã thành công mỹ mãn sau chuyến đi săn đầu tiên. Cả nhóm không ăn mà mang đến đặt trước mặt Maya như bày tỏ lòng tôn trọng đối với thủ lĩnh của mình. Trong khi Mark bị cho ra rìa vì tội ngáo chó, nó sủa ầm lên thì ai mà không có lần đầu làm gì ghê vậy, mặt dày la liếm xin miếng. Nhưng Maya gầm lên có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi ăn chỉ có ăn cù lôi. Mark với cái bụng đói còn cào, nó lén xin xót ti ké được một miếng. Bên này Sipat thất thểu trở về nhà, nhìn thấy ảnh chụp một người tám chó, càng khiến đáy lòng buồn rười rượi. Thời gian cứ thế thoi đưa, đàn chó đã học được cách sinh tồn trong môi trường hoang dã, nhưng thời tiết lại không buông tha cho chúng, mà ngày càng khắc nghiệt hơn. Đêm đến, những dãy ánh sáng màu xanh và hồng trải dài trên bầu trời, đó chính là kỳ quan đẹp nhất của vùng cực, biết bao người chỉ ao ước một lần được ngắm cực quang nơi đây. Bầy chó thấy cảnh lung linh, cũng sung sướng chạy loạn đuổi theo. Maya không quên cảnh báo đàn em, nhưng không may một con trong cặp sinh đôi, vì nhảy nhót quá đã rơi xuống vách núi. Cả đàn vội theo xuống tìm nó, nhưng Dui đã bị thương rất nặng, nó không thể đứng lên được nữa. Thấy thế bầy chó cũng nằm xung quanh để sưởi ấm cho nó. Sau một đêm, Dui cuối cùng đã không thể cùng các bạn tiếp tục cuộc hành trình. Nó bỏ cuộc và ra đi mãi mãi. Chuman đau đớn ủi cơ thể đông cứng của anh em mình, sau đó cũng theo Maya rời khỏi nơi đây. Chỉ riêng Mark ngáo ngơ không chấp nhận được cái chết của bạn, đã đến nằm cạnh Dui rất lâu. Mãi cho đến khi nó đuổi theo đàn thì tuyết rơi quá dày, Mark không thấy nhóm Maya đâu, cứ thế mò mẫm tự đi và bị lạc. Đồng thời, Sipat đã trở thành thầy dạy bơi cho bọn trẻ. Katie đến thăm anh còn mang theo một chú chó. Trong lúc chơi đùa với nó càng làm anh nhớ đàn Husky của mình hơn. Katie khuyên anh nên quên đi và quay lại cuộc sống của mình. Đến thăm chủ chó trước đây và kể hết cho ông ấy nghe. Cuối cùng nhận được câu nói quan trọng không phải là kết quả, mà là anh đã thực hiện lời hứa của mình. Điều này phần nào sốc lại tinh thần cho Sipat. Tại Nam Cực, 133 ngày nữa trôi qua, Maya mỗi ngày đều dẫn đàn của mình đi tìm thức ăn. Hôm đó chúng may mắn tìm được một trạm trú ẩn, nơi đây chứa rất nhiều đồ hộp. Sau hơn 4 tháng cả nhóm mới được một buổi đánh chén no nê, sau đó nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng Maya lại rất giàu tư, bởi không biết bao giờ thì chủ đến, và thằng Mắc Ngáo đã đi đâu rồi. Trong khi đó cậu tân binh đã tìm được đường về nhà, nhưng sở nghiên cứu làm gì còn ai. Mắc ngồi một mình cô độc trong cơn gió lạnh. Đồng thời ở Washington, Lazen mở buổi họp báo, trưng bày viên thiên thạch từ sao Thủy, cũng như phát biểu gửi lời tri ân đến cộng sự và gia đình. Mảy may không có lời nào dành cho bầy chó đã cứu mạng mình. Sipat cũng đến để chúc mừng thành công của Lazen. Anh nói mình sẽ đi New Zealand để quá giang chiếc thuyền nào đó đến Nam Cực. Ông ta chỉ cảm thấy anh thật điên rồ. Nhưng đêm đó, khi về nhà, Lazen vô tình trông thấy bức tranh của con trai. Trong đó vẽ những siêu cờ hó này là anh hùng của em, vì chúng đã cứu bố em. Điều này không khỏi làm Lazen suy ngẫm. Hiện tại đã là ngày thứ 152 đàn chó mắc kẹt ở Nam Cực, nơi đó giờ chỉ còn một màu tuyết trắng xóa lạnh lẽo lòng người. Ngày đó chờ mãi không thấy ai, Mark thất vọng cứ thế đi lang thang. Hôm nay cậu may mắn tìm thấy xác đang thối giữa của một con cá voi. Mark tưởng đã giải quyết được cơn đói, nhanh chân chạy xuống táp một phát, nhưng không ngờ bên trong bỗng nhiên nhô ra một cái miệng lớn, hóa ra một con hải cầu đã xí chỗ trước. Nó không muốn san sẻ đồ ăn cho Mark đã đuổi cậu đi, chiếc cờ hó trẻ sợ cục đuôi bỏ chạy. Nhưng sau đó lại nghe tiếng sủa quen thuộc, Mark nhìn thấy Maya và mọi người xuất hiện, hai bên vô cùng kích động nhìn nhau. Lúc này Mark thông minh đột xuất, nó chạy đến trước mặt con hải cẩu. Sau khi gằn giọng vài tiếng, thì cậu hét lên: "Ê thằng chó biển kia có ngon cắn mông anh nè, lêu lêu." Trông vội một miếng thịt rồi bỏ chạy. Hải cẩu giang hồ lập tức chui xuống hố băng đuổi theo. Nhân cơ hội này cả đám Maya đến để ăn trưa. Nhưng không may con vật gian xảo này đã quay lại. Mark cũng thấy có gì đó sai sai thì phải, cái thằng cờ hó biển đó đâu mất tiêu rồi ta. Nó trèo lên và cắn vào chân Maya, Mark vội lao đến phóng lên người nó cắn lấy cắn để. Những con khác thấy thế cũng nhanh chóng lao vào tiếp ứng, phải biết chó hùa là bộ môn lợi hại nhất. Hải cẩu chịu không nổi, liền bỏ của chạy lấy cái thân mập của mình. Mark đến bên cạnh dịu dàng liếm lên vết thương của Maya, được sự cổ vũ của đồng đội, Maya cố gắng bước từng bước chậm chạp. Mà chủ nhân của chúng lúc này đã thật sự đến New Zealand, anh đến bến tàu hỏi thăm. Nhưng ở đây chỉ có thuyền đánh cá, muốn đến Nam Cực cần phải có thuyền phá băng. Sipat đến gặp chủ thuyền, nhưng dù trả giá bao nhiêu ông ấy cũng không đi, vì chẳng ai muốn đến đó lúc này. Ngay khi anh lần nữa rơi vào tuyệt vọng, thì bỗng nhiên Kathy xuất hiện, bên cạnh đó còn có Charlie và cả Lazen. Nhà khoa học đã thật sự cảm động trước tình cảm của Sipat, cũng như nhớ ơn cứu mạng từ đàn chó, ông quyết định dùng tiền nghiên cứu giúp anh.
họ bay ra biển và với danh nghĩa nhà khoa học, đã được đáp xuống một chiếc tàu phá băng để tiếp tục đến Nam Cực. Những ngày đầu khá suôn sẻ, con tàu nhẹ nhàng phá vỡ lớp băng mỏng tiến sâu vào cùng lạnh giá, cho đến khi đụng phải một tảng băng quá dày. Dù đã vận hết công suất vẫn không thể phá được, nhưng rất nhanh Charlie đã đứng ra cứu vãn tình hình. Cậu nghiên cứu bản đồ và họ lại dùng trực thăng. Bên này đã là bình minh thứ 175, vết thương trên chân may A vì không được băng bó nên ngày càng trở nặng. Chú chó đầu đàn biết mình không xong, nên khi cả nhóm đi săn về, lúc đặt thức ăn trước mặt nó, may A đã không nhận mà quyết định trao lại cho Mắc. Đó cũng chính là hành động nhường ngôi cho chú chó trẻ. Tội nghiệp Mắc ngáo chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Những đồng bạn khác cũng đồng tình với may A, dù Mắc đã từng trẩu che ăn hại, nhưng sau chuyến đi lạc đã trở nên thông minh và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không ai hợp vị trí trưởng môn hơn nó, nhưng cậu chàng lại không đồng ý. Mắc tin rằng May A sẽ không sao, cậu mang chú chim đặt lại trước mặt May A, như một lời động viên hãy cố gắng lên, rồi nằm xuống đối mặt với cô. Đồng thời nhóm 4 người Sipat đã đáp xuống một cơ sở khác, họ thành công trưng dụng xe trượt tuyết để tiếp tục hành trình. Cuối cùng họ đã về được cơ sở trước đây, nhưng mọi thứ dường như đã bị chôn vùi trong băng giá. Sipat lần theo sợi xích, đào lớp tuyết lên chỉ thấy được thi thể đông cứng của Rách già. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng anh thật sự rất sốc, không ngăn nổi đau lòng mà rưng rưng. Sau đó Sipat lại tiếp tục kéo sợi xích lên, nhưng chỉ còn lại những chiếc vòng cổ trơ trụi, phải chăng nhóm còn lại đã thoát ra được. Điều này làm Sipat thắp lên hy vọng. Quả thật lúc này ở phía xa, Mắc nghe tiếng động bên này đã dẫn cả đàn chạy về. Nghe thấy tiếng sủa mừng rỡ của những người bạn, Sipat và mọi người vô cùng mừng rỡ. Họ chạy về phía nhau, Mắc bổ nhào vào lòng anh. Cuối cùng sau 175 ngày đàn chó đã đợi được chủ nhân quay lại, nhưng hiện tại chỉ còn 5 con. Sipat rất buồn nhưng kết quả như vậy đã vượt quá mong đợi. Đã đến lúc họ phải quay về, đàn chó được gọi lên xe. Thình lình Mắc sủa loạn và bỏ chạy. Sipat vội đuổi theo nó đến bên kia đồi, phát hiện May A cả người lạnh lẽo nằm im ở đó. Anh ôm chú chó đầu đàn thông minh, đã tận trách bảo vệ cả nhóm, không kìm được mà rơi nước mắt. Anh xin lỗi và cảm ơn May A, không ngờ điều kỳ diệu đã xảy ra. May A nghe thấy tiếng nói thân quen đã ngóc đầu dậy. Sipat mừng vui khôn xiết, anh bế nó về trước sự kinh ngạc của mọi người. Một cái kết vô cùng có hậu cho đàn chó ngoan, và người chủ đã hết mực yêu thương chúng. Trên đường về anh và Cathy hôn nhau, dấu hiệu cho việc nối lại tình xưa ấy mà. Bầy chó bày tỏ tôi là chó nhưng không có thích ăn cơm chó đâu nhé. Trước khi trở về nhà, họ cũng không quên lập mộ bia cho hai chú chó không qua khỏi. Bộ phim đến đây là hết rồi. Âm 8 độ dựa trên bộ phim có thật, trong đó kể về sự trung thành cũng như tình bạn quý giá giữa con người và động vật. Nó thật sự rất hay và xúc động. Trong từng phân cảnh những chú chó với ánh mắt bộc lộ cảm xúc, thật sự đã chạm đến trái tim người xem. Cũng rất may vì đàn chó đã có được một người chủ xứng đáng. Trong thực tế thì không như vậy, chỉ còn hai chú chó sống sót sau quãng thời gian dài khắc nghiệt. Nếu bạn là chủ của những chú chó này, bạn có dám đánh đổi thời gian và công sức để cứu chúng không? Trong khi chúng sống hết lòng vì chủ nhân, thậm chí không màng sinh mệnh để cứu lấy bạn, thật sự nếu bỏ rơi chúng ở lại, liệu bạn có sống thoải mái mà không ái nái hay không? Dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng ít ra mình đã làm điều gì đó cho chúng, và không còn hối hận đúng không nào? Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé.